Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ ba, ngày 1 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên gặp mặt doanh nghiệp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp hoạt động thuận lợi. Trao quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy điều động bổ nhiệm Bí thư huyện ủy Yên Mỹ. Bế giảng lớp quy hoạch nguồn ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Nhân ngày quốc tế người cao tuổi, chương trình có bài viết bí quyết sống trường thọ của các bậc cao niên tại thành phố Hưng Yên. Hướng tới kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, chiều nay, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên gặp gỡ doanh nhân, doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy dự và phát biểu. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Lê Huy, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các ban sở ngành và đại diện hơn 400 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy biểu dương nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp đã đạt được trong thời gian qua. Dù tình hình kinh tế thị trường có nhiều biến động bất lợi, nhưng các doanh nghiệp vẫn giữ ổn định sản xuất, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước. Hội nghị ngày hôm nay được tổ chức với mục tiêu đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà thời gian qua, xác định nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, tập trung giải quyết kiến nghị phản ánh của doanh nghiệp, doanh nhân. Hội nghị cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 79 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương Việt Nam, 20 năm ngày doanh nhân Việt Nam, ghi nhận tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh, bàn giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, đóng góp cho sự phát triển cho kinh tế xã hội của tỉnh thời gian tới. Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp là hoạt động được tỉnh duy trì thường xuyên hàng năm. Đây là dịp để lãnh đạo tỉnh và cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe, giải quyết những kiến nghị từ doanh nghiệp, tạo xung lục mới cho doanh nghiệp phát triển. Cuộc gặp ngày hôm nay có một cái động lực rất là lớn để cho doanh nghiệp chúng tôi sẽ có những được tiếp thêm những cái sức mạnh để chúng tôi sẽ phấn đấu để đóng góp được nhiều hơn nữa cho tỉnh nhà. Cái này nó tạo động lực cho anh em là tạo cái niềm tin về sự ủng hộ, sự giúp đỡ, sự động viên của Đảng và nhà nước đối với đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa khái quát những nét chính về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh với nhiều chỉ số tăng trưởng ấn tượng. 9 tháng đầu năm, có 1.500 doanh nghiệp thành lập mới, đưa tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên trên 18.000 doanh nghiệp, thu ngân sách đạt trên 30.000 tỷ đồng. Cảm ơn những đóng góp to lớn của doanh nghiệp vào phát triển kinh tế của tỉnh và chia sẻ với những khó khăn đang gặp phải. Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên mong từng doanh nghiệp không ngừng nỗ lực, gắn kết cùng phát triển. Các doanh nghiệp doanh nhân tỉnh ta cần nâng cao bản lĩnh trí tuệ, xây dựng văn hóa, đạo đức kinh doanh lành mạnh, tuân thủ đúng pháp luật và quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, sản xuất cung cấp các hàng hóa dịch vụ có chất lượng tốt, tăng cường đoàn kết, liên kết, hợp tác, tương trợ lẫn nhau trong đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh, đặc biệt là tính tự lực, tự cường của các doanh nghiệp. Chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu uy tín, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo với tinh thần dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, vươn mình đứng lên tự tin bước ra thế giới rộng mở, và đặc biệt là chúng ta cần phải nỗ lực tham gia vào chuỗi cung ứng của toàn cầu và khu vực. Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các cấp chính quyền và mỗi cán bộ công chức nâng cao đạo đức công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chất lượng dịch vụ công, lắng nghe, tạo môi trường minh bạch, bình đẳng cho doanh nghiệp phát triển. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phát huy hơn nữa vai trò kết nối, tập hợp đoàn kết doanh nghiệp, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên lớn mạnh. Nhân dịp này, tôi xin được biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh ta đã luôn đồng hành cùng tỉnh Hưng Yên. Sự phát triển của các doanh nghiệp chúng tôi xác định là một động lực quan trọng để đạt được những thành tựu trong tương lai cũng như là hiện tại. Bước vào giai đoạn phát triển mới với rất nhiều các cơ hội, thời cơ, song cũng không ít những thách thức. Tôi đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát huy thành tựu của 20 năm xây dựng phát triển, thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các hội viên và doanh nghiệp. Cần phải đẩy mạnh việc gia tăng số lượng hội viên. Thưa quý vị, tối nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Sáng mai ngày 2 tháng 10, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức diễn đàn hợp tác liên kết và phát triển doanh nghiệp khu vực phía Bắc lần thứ 15 với chủ đề Chung sức đồng lòng hợp tác hướng tới kỷ nguyên mới. Nội dung này chúng tôi sẽ phản ánh trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.
Thưa quý vị, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý để đồng chí Nguyễn Văn Đoan, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Mỹ được nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Đồng thời công bố quyết định phân công, điều động, chỉ định đồng chí Trần Tùng Chuẩn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Mỹ khóa 28, nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận, biểu dương những cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Đoan trên nhiều cương vị khác nhau trong suốt hơn 36 năm công tác, đồng thời tin tưởng và đề nghị trên cương vị mới, tân Bí thư Huyện ủy Yên Mỹ Trần Tùng Chuẩn tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác, không ngừng học hỏi, cầu thị, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa huyện Yên Mỹ ngày càng đổi mới và phát triển mạnh mẽ hơn, sớm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh như mục tiêu trong quy hoạch tỉnh đã đề ra. Sáng nay, tại trường chính trị Nguyễn Văn Linh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bế giảng lớp bồi dưỡng đối với cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tới dự. Tham gia lớp bồi dưỡng có 77 học viên là cán bộ chủ chốt đang công tác tại các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh. Trong thời gian học, các học viên được nghiên cứu 14 chuyên đề, trong đó có 12 chuyên đề trong khung chương trình bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý do giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày và 2 chuyên đề thực tiễn do các đồng chí lãnh đạo tỉnh truyền đạt gắn với việc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Hưng Yên cũng như liên hệ với thực tiễn công tác và những vấn đề cần giải quyết tại địa phương. Kết thúc khóa học, 77 đồng chí đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp. Chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị góp ý dự thảo đề án sửa đổi bổ sung quy định số 212 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, tỉnh Hưng Yên nêu ý kiến xuất phát từ thực tiễn thực hiện quy định số 212 cho thấy bên cạnh các thuận lợi ưu điểm là chủ yếu vẫn còn một số hạn chế khó khăn, nhất là đối với cơ quan chuyên trách Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện. Vì vậy, đề nghị về nguyên tắc cần giao tối thiểu 4 biên chế cho một số cơ quan tổ chức cấp huyện để đảm bảo số người làm việc. Bên cạnh đó, cho phép mỗi cơ quan tổ chức cấp huyện không quá 2 lãnh đạo cấp phó để thuận lợi cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Một số nội dung đáng chú ý tại dự thảo sửa đổi bổ sung quy định 121 được đông đảo ý kiến đề xuất quy định tối thiểu có 4 người thì được thành lập một ban thay vì 5 người như trước đây. Ban có dưới 7 người được bố trí trưởng ban và một phó ban thay vì dưới 10 người. Tổng số lãnh đạo cấp phó chuyên trách cơ quan cấp tỉnh tăng từ 15 lên 16 người. Những nội dung này được đánh giá đồng bộ và tương quan với quy định 137 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Sáng nay, thành phố Hưng Yên tổ chức phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2024. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 năm 2024 với chủ đề Phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp trong tỉnh chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức tuần lễ đảm bảo chất lượng, thiết thực và hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho mọi người dân được học tập liên tục và suốt đời. Các thầy cô giáo, các em học sinh và mỗi người dân tích cực đọc sách báo mỗi ngày để trau dồi kiến thức, tri thức, kỹ năng, vốn sống, trong đó có các kiến thức kỹ năng về công nghệ thông tin, an toàn thông tin để thích ứng và tự bảo
bảo vệ trong thời đại công nghệ số, góp phần đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình gia đình học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, công dân học tập, hướng tới xây dựng xã hội học tập. Nhân dịp này, Hội khuyến học tỉnh đã trao 40 suất học bổng cho học sinh các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ, thành phố Hưng Yên, thư viện tỉnh tặng sách cho một số đơn vị trường học trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị thảo luận bỏ phiếu xét tặng công nhận huyện Phù Cừ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam chủ trì hội nghị. Huyện Phù Cừ có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 9 trên 9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao đạt yêu cầu. Đặc biệt, huyện đã thực hiện tốt việc huy động mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại, phục vụ có hiệu quả yêu cầu về phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Các thành viên ban chỉ đạo bỏ phiếu đề nghị xét công nhận huyện Phù Cừ đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam chúc mừng và đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Phù Cừ. Đồng chí yêu cầu huyện Phù Cừ khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để hội đồng trình Trung ương xem xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kịp đón bằng công nhận vào cuối năm nay. Được biết, hiện nay tỉnh Hưng Yên mới có huyện Văn Giang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Là địa phương có diện tích trồng đào cảnh lớn tại huyện Khoái Châu, chịu ảnh hưởng thiệt hại do trận bão lụt vừa qua gây ra. Hiện các nhà vườn tại xã Tứ Dân đang tập trung chăm sóc cũng như bổ sung cây giống nhằm bảo đảm cung ứng ra thị trường đúng dịp Tết. Anh Thành ở thôn Mạn Xuyên có 4 mẫu vườn, đa phần trồng giống đào bích. Trận lũ lụt vừa qua khiến cho gia đình mất trắng một mẫu vườn, ước thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. 3 mẫu còn lại của gia đình, một phần bị thối rễ và gãy ngọn. Hiện gia đình anh cùng các nhà vườn đang tích cực khôi phục cải tạo lại dáng thế cho cây, đồng thời chăm sóc bộ rễ để cây nhanh chóng phục hồi. Khắc phục đầu thứ nhất là cắt tạo lại một số dăm dáng của một cái thế khác. Cái thứ hai để cái khôi phục được cái cây và được cái bộ rễ phục hồi lại để cho nó khỏe lên. Cây giống thì chúng tôi lại phải đợi đến đầu xuân của năm 2025. Còn trước mắt thì tận dụng cái nguồn đất mà cây bị chết đấy, làm những cái rau màu ngắn ngày. Xã Tứ Dân có tổng diện tích sản xuất nông nghiệp trên 308 ha, trong đó có gần 100 ha trồng cây đào cảnh tập trung tại các thôn Mạn Xuyên, Toàn Thắng, 5 mẫu đều chịu ảnh hưởng thiệt hại bởi trận lũ lụt vừa qua. Mặc dù đã tích cực áp dụng các quy trình kỹ thuật chăm sóc nghiêm ngặt, thế nhưng các hộ trồng đào cho biết dự kiến lượng đào cảnh cung cấp ra thị trường dịp Tết chỉ đáp ứng được từ 30 đến 40% bởi chỉ còn ít tháng nữa là tới Tết mà các cây bị yếu chưa thể phục hồi kịp. Cái cây này bây giờ là nó bị số lượng nó chết nhiều, khôi phục lại 2-3 năm sau thì mới đầy đủ được những cây để cung cấp cho thị trường. Thế đối với lại cây đào của xã thì là chúng tôi tuyên truyền bà con nhân dân chăm bón, đánh cái thuốc kích rễ, phun dưỡng lá. Còn đối với những cây hỏng hẳn thì là bà con nhân dân đã rổ thế rồi để trồng rau màu đấy, để thực hiện cái phát triển kinh tế. Thời điểm Tết năm ngoái do thời tiết không ủng hộ đã khiến cây đào nở sớm, nhiều giống đào như đào bích phải mất 2 đến 3 năm mới ra hoa để thu hoạch. Những hộ dân trồng đào tại xã Tứ Dân cũng phải mất từ 2 đến 3 năm để phục hồi lại những cây đào bị ảnh hưởng. Thế nhưng không vì thế mà người dân nơi đây mất đi niềm tin vào nghề trồng đào, bởi có thể giá đào năm nay dự kiến sẽ tăng từ 20 đến 30% so với năm ngoái. Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trong việc tra cứu, khai thác, sử dụng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nối với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh và chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt tới các phòng, ban, đơn vị và cán bộ công chức viên chức, nhất là cán bộ một cửa quản lý chặt chẽ tài khoản phần mềm một cửa đã được cấp. Đồng thời có trách nhiệm bảo mật thông tin, dữ liệu của các tổ chức cá nhân khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp để lộ lọt thông tin, rà soát thực hiện khóa, thu hồi tài khoản, ủy quyền truy cập, xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa đối với các trường hợp cán bộ công chức viên chức thuộc diện nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác. Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị tiến hành rà soát các tài khoản có thể khai thác thông tin dữ liệu từ hệ thống để gửi Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an theo quy định.
quán triệt nghiêm cấm việc cung cấp tài khoản và mật khẩu API kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho các đơn vị nhà thầu vận hành hệ thống. Hưởng ứng tháng cao điểm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên và các huyện, thành phố ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý học sinh điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Ngay đầu giờ sáng, trên quốc lộ 38 thuộc địa bàn huyện Tiên Lữ, lực lượng đã xử lý 20 trường hợp học sinh vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe máy điện chưa đăng ký, xe máy có phân khối vượt 50cm khối. Tại một số tuyến đường và phố của thành phố Hưng Yên, vẫn còn rất nhiều học sinh cố tình vi phạm luật giao thông với đủ lý do khi lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra. Không đội mũ bảo hiểm ạ, phóng nhanh ạ. Là sai ạ. Cháu chở bạn ra đây tí cho đội luôn. Thông qua đợt cao điểm này nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của phụ huynh và học sinh, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Hôm nay là lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố là đồng loạt ra quân 100%, chia làm 2 tổ đồng loạt ra quân xử lý cái hiện tượng là lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và tháo biển số và sử dụng những phương tiện mà không đảm bảo khi chưa được điều khiển các loại phương tiện phân khối cao. Phối hợp từ các nhà trường và bố mẹ các học sinh khi giao phương tiện cho các cháu là cần phải xem xét kỹ và phải nhắc nhở các cháu đủ điều kiện để điều khiển những loại phương tiện. Ngoài hình thức tuần tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ rà soát các cơ sở trông giữ xe cho học sinh không có giấy phép hoặc nhận giữ xe phân khối lớn để xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, phối hợp với nhà trường và phụ huynh thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của luật giao thông cho các em. Thưa quý vị, tại Hưng Yên có nhiều cụ từ 90 đến trên 100 tuổi, nhưng sức khỏe vẫn dẻo dai, minh mẫn. Họ là những báu vật sống của mỗi địa phương, gia đình, dòng họ. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một số bậc cao niên tại thành phố Hưng Yên để nghe các cụ chia sẻ bí quyết sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Phóng sự thực hiện nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10. Cụ Đán ở thôn 3 xã Quảng Châu, năm nay 106 tuổi, song vẫn rất minh mẫn. Cụ chia sẻ sinh ra và lớn lên ở vùng đất bãi nông nghiệp. Cụ vất vả từ nhỏ, làm việc cả ngày mới đủ ăn, đủ mặc và lo cho gia đình. Song nhờ luôn lao động, rèn luyện từ khi còn trẻ đến nay, sức khỏe vẫn dẻo dai, không mấy khi ốm đau, bệnh tật. Tôi vẫn đi, già mình dọn đi chặt cái củi hay quét cái sân. Rượu thì không uống, nếu uống ở trong đấy thì uống rượu vào nó say. Thường ngày thì cụ vẫn sinh hoạt bình thường, trong đó là cụ còn giúp cho gia đình tôi là ví dụ như chẳng hạn là quét sân, quét nhà. Rồi chẳng hạn như con cháu có tỉa cây ở đó thì cụ cứ ở nhà tỉa, rồi thậm chí là coi như là hái rau, hái dưa hay hoặc là trồng trọt cái gì là cụ, việc nhẹ cụ vẫn làm được. Trong đợt bão lũ hồi tháng 9 vừa qua, địa bàn xã Quảng Châu bị ngập lụt khá nghiêm trọng. Nhờ thường xuyên luyện tập, ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe nên cụ vị 95 tuổi ở thôn 1 không những không cần đến sự trợ giúp mà chính cụ đã trực tiếp đến các gia đình trong xóm thông báo và dặn dò việc trông chừng các cháu nhỏ. Sự gương mẫu nhiệt tình, trách nhiệm và nhanh nhẹn của cụ vị phần nào đã giúp bà con kịp thời chống lũ thành công, an toàn. Vào tôi đi các nhà tôi gọi là nước là tràn ở chỗ ngõ qua kìa đây. Có thể từ giờ đến tối là nó sẽ vào các gia đình có cái gì thì phải kê cao. Là một, thứ hai nữa là phải trông các cháu. Con cái không nó thích nước, nó thích nó ra là xảy ra tai nạn. Đấy, hôm đó lại mưa. Nhưng mà tôi nghĩ đây là trách nhiệm. Con sức không làm được cái to thì làm cái nhỏ. Xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên hiện có hơn 40 cụ từ 90 tuổi trở lên, trong đó có 5 cụ tuổi đời từ 100 tuổi trở lên. Sinh hoạt hàng ngày thì đều được các cụ tự làm được. Thế nên là cái việc hỗ trợ mà chăm sóc cho các cụ thì nó chỉ là lúc đêm hôm và lúc các cụ cháy nắng giờ rời, ví dụ ốm đau thì con cháu phải tập trung, thì còn hàng ngày thì cũng chỉ đến là động viên tinh thần cụ thôi. Các cụ có cái tinh thần nó thoải mái rồi thì cái sức khỏe của cụ nó cũng đảm bảo. Tại xã Liên Phương, có cụ Lợi, 95 tuổi, vẫn duy trì sở thích đọc sách báo, nghe đài hàng ngày. 14 tháng 4, 19,
Không chỉ tự chăm sóc được bản thân, cụ vẫn thường xuyên phụ giúp con cháu quét dọn nhà cửa, làm những việc nhẹ nhàng để tăng khả năng vận động. Đọc sách này, cái nghe đài này, để mình hiểu được, ngoài là mình hiểu được cái tình hình xã hội. Cái thứ hai nữa là cũng luyện cho cái suy nghĩ của con người này, nó minh mẫn đi. Phải đi mà phải vận động, như vận động không những vận động mà người ta gọi là thể dục đấy. Cuộc sống đổi thay, đầy đủ hơn nhiều lần trước kia. Song có một điểm chung ở các cụ cao niên, trường thọ là giữ thói quen sinh hoạt đều đặn như đi bộ, vận động nhẹ nhàng, ăn những món ăn đơn giản, giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, hòa nhã với mọi người xung quanh. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.